Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 61. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi. Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báu các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ, chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nha. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chính trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa, ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân. Phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta. Như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. Chương 62. Ta vì cớ Si-ôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Bây giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi. Ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. Ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miệng vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi. Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào, đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng mình mà thề rằng, ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa. Những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà ngươi đã khó nhọc làm ra. Song những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình và khen ngợi Đức Giê-hô-va. Những kẻ có hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh ta. Hãy đi qua, bởi cửa thành đi qua.
hãy ban bằng đường của dân, hãy đắp đường cái, bỏ hết đá, dựng một cờ xí cho các dân tộc. Này, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, này, sự cứu rỗi ngươi đến, phần thưởng đi theo ngài và sự thưởng đi trước ngài. Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va. Còn ngươi sẽ được xưng là thành hay tìm đến, tức thành không bị bỏ. Chương 63. Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm là ai? Ấy chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi. Áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên, đang khi thịnh nộ ta đã nghiền nát ra. Máu tươi họ đã vảy ra trên áo ta, áo sống ta đã vấy hết. Vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta. Ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta. Cánh tay ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. Ta đã dày đạp các dân trong cơn giận, đã khiến chúng nó say vì sự thạnh nộ ta, và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất. Ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuật lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Israel, y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Vì Ngài có phán, thật, chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối. Vậy Ngài đã làm đấng cứu họ. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Song họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh Ngài buồn rầu. Ngài bèn trở làm cừu thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Bây giờ dân nhớ lại ngày xưa về Môi-se và dân sự người mà nói rằng, nào đấng đã làm cho dân và người chăn bầy vật mình ra khỏi biển ở đâu? Nào đấng đã đặt thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? Là đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ đặng rạng danh vô cùng, là đấng đã dắt dân qua trên sóng đào như ngựa chạy đồng bằng và không sảy bước. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự yên nghỉ như bầy vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường để cho rạng danh vinh hiển mình. Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh hiển của Ngài mà nhìn xem. Chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn Ngài ở đâu? Lòng ước ao sốt sắng và sự thương xót của Ngài bị ngăn trở đến cùng tôi. Thật Ngài là cha chúng tôi. Dầu Abraham chẳng biết chúng tôi, Israel cũng chẳng nhận chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cha chúng tôi. Danh Ngài là đấng cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường Ngài? Sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Xin hãy vì cớ các tôi tớ Ngài và các chi phái của cơ nghiệp Ngài mà trở lại. Dân thánh của Ngài được xứ này làm kỷ vật chưa bao lâu, mà kẻ thù chúng tôi đã dày đạp nơi thánh của Ngài. Từ lâu nay, chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị và không còn đổi danh Ngài nữa. Chương 64. Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rung động các núi trước mặt Ngài. Như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống và các núi đều rung động trước mặt Ngài.
Từ xưa, người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy. Ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thế ấy? Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Này, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội, đã lâu như vậy thì còn được cứu sao? Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi thảy là việc của tay Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chớ quá giận, đừng luôn luôn nhớ đến tội ác chúng tôi. Này, chúng tôi xin Ngài hãy đoán xem, chúng tôi đều là dân Ngài. Các thành thánh của Ngài đã nên đồng vắng, Si-ôn đã trở nên đồng vắng, Giê-ru-sa-lem đã trở nên hoang vu. Nhà thánh và đẹp đẽ của chúng tôi, tức là nơi tổ phụ chúng tôi ngợi khen Ngài, thì đã bị lửa đốt cháy rồi. Mọi nơi vui vẻ của chúng tôi đều đã bị hủy hoại. Hỡi Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhịn được sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần? Chương 4. Vả lại, hỏi anh em, anh em đã học mấy chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giê-xu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỏi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chương 5. Hỏi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỏi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm.
Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Tôi nhân Chúa này xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta ở với anh em. Thi Thiên 59. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, bảo hộ tôi khỏi những kẻ dây nghịch cùng tôi. Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết, vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi. Đức Giê-hô-va ơi, những người mạnh dạn nhóm hiệp nhau nghịch tôi, chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi. Mặc dù tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh. Xin Chúa hãy tỉnh thức để giúp đỡ tôi và hãy xem xét. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy trỗi dậy để thăm viếng các nước, chớ thương xót kẻ nào phạm gian ác. Buổi chiều, chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chửi, những gươm ở nơi môi chúng nó, vì chúng nó rằng, có ai nghe đâu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó và nhạo báng các nước. Bởi có sức lực nó, tôi sẽ ngửa trong Chúa, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi. Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi. Hỡi Chúa là cái khiên đỡ chúng tôi, chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng. Hãy dùng quyền năng Chúa mà tán lạc và đánh đổ chúng nó đi, vì cớ tội miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra. Nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình. Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu diệt đi, hầu cho chúng nó không còn nữa. Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp cho đến cùng đầu trái đất. Buổi chiều chúng nó trở lại tru như chó và đi vòng quanh thành. Chúng nó đi đây đi đó đặng kiếm ăn, nếu không được no nê thì sẽ ở trọn đêm tại đó. Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa. Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi sẽ ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi.
cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.